hậu đối xử với một cái người con xấu xa, hoang đàng, tội lỗi, xúc phạm tới cha, đòi chia gia tài, bỏ đi ăn chơi trác táng, sau đó hối hận trở về. Người cha suốt ngày đêm mong chờ, hy vọng một ngày nào đó đứa con trở về. Và ông đã vui mừng, hớn hở, ôm chầm lấy đứa con khi thấy đứa con trở về với mình. Câu chuyện này Chúa kể đã hơn 2.000 năm trước. Mấy ngày qua có một vài câu chuyện tương tự như vậy. Ở Hà Nội có một em bé 3 tuổi ở trên tầng lầu thứ 3 của một chung cư bò ra cái hành lang, chẳng may rớt xuống. Một số người hốt hoảng phát hiện, và có một thanh niên đã tìm cách đứng dưới đỡ lấy em đó, và may mắn đỡ được em đó. Em đó có gãy tay gãy chân phần nào nhưng mà không phải chết. Người ta đưa vào nhà thương cấp cứu và em ta đang được xuất viện. Người cha khi nghe biết như vậy, trong những ngày em nằm bệnh viện, bố mẹ của em đó không còn cái giá trị, cái ý nghĩa, cái gì để gọi là vui sống nữa. Cả tâm hồn, cả trái tim coi như là hoảng loạn. Người ta đề cao cái thanh niên đã có cái sự can đảm và nhanh chóng thành công mà cứu vớt được cái em bé có 3 tuổi thôi. Câu chuyện đó giúp để cho chúng ta suy gẫm về cái ý nghĩa trung tâm của Đạo Công giáo. Chính yếu trung tâm của đứng sáng lập ra Đạo Công giáo mà chúng ta tin và thờ phượng là Thiên Chúa là điểm nào? Chính yếu là gì? Trung tâm và điểm của chúng ta, những người theo Chúa Giêsu làm thành một cái hội Công giáo ở xã hội ở trần thế này, chính yếu của chúng ta nhắm đến là gì? Mượn thêm một câu chuyện khác cũng mới xảy ra 2-3 ngày trước tại một cái trường trung học, có một em lớp 6, lớp 7 là em nữ, khoảng 11 tuổi, lại chơi giỡn như thế nào đu mình ra khỏi cái lan can của cái trường học và em đã rớt xuống. May mắn em ta vớ được và đeo đu lơ lửng ở trên cái tầng cao như thế. Một số người thấy em ta đang một mình lơ lửng và chơi với và sức không còn nữa, bởi vì bám vấy như vậy không đủ sức, không tì vào được và đang rơi xuống, thì người ta hô hoán và có một cái người bảo vệ đã nhanh chóng chạy lên và tìm mọi cách kêu em nó rán giữ cho bằng được, và người bảo vệ tới và cứu được em ta. Nghe câu chuyện thôi, đọc báo thôi, nhưng mọi người thót tim khi thấy một em bé bị treo lơ lửng trên đó, nếu không rơi xuống thì chỉ có nát thân mà thôi. Mượn thêm câu chuyện đó và một câu chuyện khác nữa cũng qua báo chí xảy ra hàng ngày. Ngày nay có cái tình trạng có một số công ty hoặc một số người quy tụ lại để gọi là đi đòi nợ thuê. Và một số người nghèo khổ cùng cực mới đi vay mượn, nhưng mà không có khả năng để trả lại. Thế thì các cái chủ nợ đã thuê và tổ chức một nhóm người cầm dao, cầm gậy, cầm đủ thứ tới tra khảo và bắt cái người vay nợ đó trả cho bằng được. Không trả được, người ta chặt tay chặt chân và người ta đâm, người ta giết chết cả cái người đó, hoặc là vợ, hoặc chồng, hoặc là con cái, hay đôi khi cả gia đình. Và người ta cũng đốt luôn cả cái căn nhà của cái ngôi nhà đó để coi như dằn mặt và để cho những người khác khiếp sợ mà phải trả cái tiền vay nặng lãi. Những cái hiện tượng như vậy chỉ là một phần rất nhỏ
so với bao nhiêu sự dữ sự ác hiện nay trên thế giới. Có nhiều người bị giết oan, bị chết oan, như là trong các cuộc chiến tranh bạo loạn gần đây tại Myanmar, 30 người bị chết oan chỉ vì đi biểu tình hay là đi đòi hỏi cái sự công bằng, cái dân chủ và cái tôn trọng của các cái chính quyền. Ngoài ra còn nhiều cái tội lỗi khác về sự xấu, sự dữ, sự ác trong xã hội. Mượn một vài hình ảnh này để cho chúng ta đi tới câu hỏi và câu trả lời. Vậy cái trung tâm, cái chính yếu của đạo Công giáo là gì? Về phía Chúa là đứng sáng lập ra đạo Công giáo và mặc khải đạo Công giáo và truyền đạt cái giáo lý của Ngài lại cho chúng ta. Về phía Chúa là gì? Về phía chúng ta, những người theo đạo, cách riêng trong mùa chay, mùa thánh này, chúng ta quý trọng, chúng ta yêu mến cái đứng sáng lập ra đạo mà đức tin dạy chúng ta. Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Tạo Hóa, Ngài là Thượng Đế, Ngài là Con của Chúa Trời, và có cái danh hiệu là Giê-xu Ki-tô đã được hạ sinh 2000 năm trước tại quê hương người Do Thái là Nazareth. Và trong những ngày này, nhiều người trong chúng ta, qua đó giáo hội nói chung, các linh mục lại giảng dạy và truyền đạt cho chúng ta, và chúng ta cũng bắt chước, chúng ta đã cử hành. Và nhiều người trong chúng ta đã cử hành cái mùa chay, mùa phục sinh mấy chục năm rồi. Chúng ta cùng nhau hỏi về cái chính yếu trung tâm của mùa chay, mùa phục sinh nói riêng và của toàn thể đạo Công giáo suốt cả đời sống của chúng ta, chính yếu nằm ở điểm nào? Chúng ta thường có nhiều câu trả lời, nhưng hôm nay chúng ta muốn có câu trả lời một câu thôi. Và khi chúng ta đeo đuổi, chúng ta nhắm tới cái cứu cánh, cái chính yếu, cái cùng đích của nó, chúng ta an toàn, chúng ta bảo đảm, chúng ta không sợ mất mát cái gì khác. Bởi vì chúng ta bảo đảm và chúng ta cả đời nhắm tới cái điểm chính. Vậy cái điểm chính đó là gì? Nếu chúng ta mù, chúng ta không hiểu, không biết, thì chúng ta phí bỏ đi cả năm, và bao nhiêu hành động, việc làm của chúng ta, nó không trực tiếp đưa chúng ta tới với cái cứu cánh, cái cùng đích, cái chính yếu của cái đức tin của chúng ta. Và nhiều người đôi khi dừng lại trên những cái phụ thuộc. Và nếu chúng ta hỏi những người đi trước, trong đó có cha đầm mình đáng kính của chúng ta, bây giờ Ngài về với trời, nếu chúng ta muốn hỏi Ngài và xin Chúa cho phép Ngài, giống như câu chuyện hai ngày trước nói về ông Lazaro và người phú hộ. Người phú hộ có mấy anh em ở nhà và muốn nghe biết sự thật. Ông ta tưởng rằng nếu có Lazaro được phép Chúa cho về nói sự thật cho mấy anh em ở nhà, anh em sẽ đánh đồng và sẽ nghe. Thì Chúa trả lời, nếu khi sống họ đã không muốn nghe ai, thì cho người chết về cũng chẳng nghe đâu. Giả thiết cho vui, nhưng mà chúng ta hãy hỏi, nếu chúng ta xin các đức ông mới qua đời 2 tháng trước và cha Đâm Minh 3 năm trước và cha Tuyên mới tháng trước đã về với Chúa, và nhiều người thân yêu của chúng ta đã về với Chúa, tổ tiên ông bà chúng ta đã về với Chúa, nếu chúng ta xin phép, xin Chúa cho những người thân yêu đó về nói cho chúng ta cái gì là chính yếu, cứu cánh, mục đích chính của chúng ta, chúng ta sẽ nghe câu trả lời như thế nào? Chắc chắn đã có câu trả lời, nhưng mà chúng ta có sống câu trả lời đó hay không, đó là việc của chúng ta. Cho nên hôm nay, kính thưa cộng đoàn anh chị em, ngày lễ giỗ mãn tang của cha Đâm Minh không phải để chúng ta chúc tụng người khen, cái đó chúng ta nhớ ơn, chúng ta biết ơn đối với các ngài. Nhưng việc tổ chức lễ này mang lại một cái lợi ích cho chúng ta, một cái tình thương, một cái đặc biệt cho chúng ta, hơn là cho cha Đâm Minh. Chắc chắn như thế.
Còn bây giờ cha đã mình kết thúc cuộc đời của mình, thì chính Chúa đã nói trong chương 5, nói về các mối phúc. Phúc cho những ai sống cả đời hiền lành, phúc cho những ai hòa thuận, phúc cho những ai sống công chính, phúc cho những ai sống yêu thương, phúc cho những ai vì Chúa mà khổ sở cùng cực. Thì hãy vui lên, nhảy mừng lên khi kết thúc cuộc đời như thế. Phần thưởng dành cho những người đó trên trời vô cùng lớn lao. Chúng ta tin như thế. Cho nên bài học còn lại là cho chúng ta những người còn tại thế. Và như Chúa nói, hãy đừng khóc thương tôi. Khi người ta khóc thương Chúa, khi Chúa vác thập giá trên lên núi sọ để bị treo trên thập giá, chết trên thập giá, thì Chúa nói đừng khóc thương tôi. Hãy không khóc thương các ngươi và con cháu các ngươi. Vậy thì trong cái mùa này, chúng ta muốn tất cả mọi người chúng ta, giáo hội và mọi người chúng ta, trong đó có cả giám mục, cả linh mục, cả bà con, anh chị em giáo dân, chúng ta nhắm tới cái điểm chính yếu nào? Về phía Chúa thì chúng ta khẳng định lại Thiên Chúa là tình thương, là yêu thương, là tha thứ, là đền tội cho chúng ta. Thiên Chúa nói chung và Chúa Giêsu Kitô xuống trần gian này để thể hiện cái lòng yêu thương của Cha trên trời, để bảo đảm là công bố cho mọi người Chúa Cha thương hết mọi người, cả những người nghèo khổ cùng cực và những người bất hạnh nhất. Thì hãy cảm thấy Chúa thương một cách đặc biệt. Và Chúa Giêsu khẳng định cho chúng ta Chúa Cha thương đã rồi, mà chính Chúa Giêsu cũng thương chúng ta, và Ngài đền tội, Ngài tha thứ hết cho chúng ta. Cho nên về phía Thiên Chúa, cái điểm trung tâm, điểm chính yếu, mỗi khi chúng ta nhìn lên thánh giá của Chúa, chúng ta thấy cuộc khổ nạn đau khổ của Chúa Giêsu, chúng ta phải hân hoan vui mừng tri ân Chúa, vì Chúa đã thương chúng ta tới một cách anh hùng, chết vui vẻ sẵn sàng vì đền tội cho chúng ta, vì thương chúng ta. Chúng ta đừng khóc lóc than thở tội nghiệp Chúa như nhiều người trong chúng ta thích đánh đồng cái cảm giác cảm xúc thương người giống như một người đang chết hay là máu me bị thương, thì chúng ta đánh động và chúng ta tạo nên một cái cảm xúc xúc động với người đó, và người nào càng xúc động nhiều thì coi như mình càng thông công nhiều với cái người đã chết đó. Vậy chúng ta xúc động với Chúa vì chúng ta tri ân Chúa, vì Chúa không chỉ chết 2000 năm trước mà Chúa còn liên lỉ chết ngày đêm do tội lỗi của chúng ta. Mỗi lần chúng ta làm điều gì xấu, điều gì ác, điều gì tội, không chỉ gây thiệt hại cho chúng ta mà còn làm cho cái giá trị, cái hy sinh, cái đền tội của Chúa Giêsu 2000 năm trước nó vô nghĩa, nó không có ích lợi, vì không đem lại và không, cái người ta không nhìn nhận cái công đức đó. Ngoài ra mỗi lần chúng ta phạm tội mới chẳng khác nào chúng ta lại hành hạ, chúng ta làm đóng đinh giết Chúa Giêsu. Như vậy chúng ta cảm thông, chúng ta đồng cảm, chúng ta thương khóc Chúa Giêsu trở nên nó vô nghĩa và xung khắc. Cái cách tốt nhất để đồng cảm, để thương hại, để tội nghiệp, nếu muốn nói dùng cái hình ảnh cảm động này, thì tốt nhất là đừng phạm tội, dốc lòng chừa tất cả mọi tội lỗi quá khứ và hiện tại. Đó là cách tốt nhất để tôn vinh, chúc tụng, người khen lòng Chúa thương xót. Trở lại 2-3 câu chuyện hồi nãy chúng ta nói, bố mẹ của một em bé đau khổ gấp 5, gấp cả ngàn lần khi em bé rơi. Và em bé biết nguyên nhân tại sao rơi, cũng như em học sinh do chơi, do đùa ra đó mà té. Và người ta đã hết hồn hết vía để cứu cái em đó. Em đó biết như vậy mà cứ bất chấp, lần sau lại cứ tiếp tục, thì chẳng ai thương nữa. Và như câu chuyện đứa con hoang đàng, đứa con ăn trộm ăn cắp, và mỗi lần ăn trộm ăn cắp, khi bọn đánh thuê và đòi nợ thuê, nó về nó tra tấn bố mẹ của mình, nó chặt tay chặt chân, nó hành hạ bố mẹ mình.
Và bố mẹ mình đã vui vẻ chịu đựng để trả nợ thuê cho đứa con, để cứu đứa con khỏi rơi vào cái tình trạng tù tội chết chóc. Nhưng mà được một lần, rồi đứa con bất chấp lại sa ngã vào tiếp tục ăn trộm ăn cắp. Rồi người ta hành hạ, người ta đóng đinh, người ta chặt tay chặt chân bố mẹ của mình. Nhưng mà đứa con cứ nhởn nhơ. Cứ mỗi lần như vậy, biết bố mẹ mình khổ sở như vậy và không ăn năn, không sám hối, lại còn thêm đến với bố mẹ cảm ơn bố mẹ, chúc tụng bố mẹ, bố mẹ đã hy sinh cho con, bố mẹ thương con, thấy nó trớ trêu. Và người con cứ thích như vậy, thích chúc tụng bố mẹ, cảm ơn bố mẹ, và bất chấp mình cứ ở trong cái thái độ đó. Và mình khổ sở, lẽ ra mình phải là người chịu cái hậu quả, thì mình không ý thức, không sám hối, không chừa, và cứ đặt bố mẹ ở trong cái tình trạng khổ sở hoài liên tục như vậy, thì có đúng không? Đây chính là về cái phía con người của chúng ta. Chúa cứu chúng ta và Chúa đã hoàn thành, nhưng mà chúng ta không muốn cộng tác, không muốn hưởng lấy cái đền bù, cái công lao, cái tình thương, cái hy sinh, cái đền tội của Chúa Giê-xu. Và vì thế cứ liên lỉ đóng đinh Chúa Giê-xu. Và chúng ta lại một mặt là chúc tụng người, khen rước, tung hô Chúa Giê-xu. Nó xung khắc, xung đột với nhau. Trong cùng một người, một mặt thì chúng ta rất sốt sắng đạo đức, đi tham dự các cái việc cung nghinh, tôn vinh, thờ phượng, chúc tụng, lòng thương xót Chúa. Mặt khác chúng ta bất chấp cứ ở trong tội và hành khổ Chúa như đứa con hoang đàng. Vì thế Chúa Giê-xu đã cầu nguyện trước khi đi vào vườn hấp hối để bị kết án, bị giết chết: lạy Cha, nếu có thể được, xin cứu con khỏi chén đắng này. Ngài xin tới 3 lần. Và cái chén đắng đó là chén đắng gì? Cái chén đắng đó gồm 2 ý nghĩa. Ngài đã hoàn thành cái ơn cứu độ đau khổ chết chóc như vậy với tư cách của một Thiên Chúa, một Hoàng tử, một Đức Vua, mà đã hạ mình xuống để chịu khổ, chịu chết như thế, vô cùng đau khổ. Là mặt khác, thế mà các thần dân, các con cái của Chúa, của Vua không buồn nhận lấy cái công ơn đền tội của Chúa. Cho nên cái đén đắng, kén đắng của Chúa vừa về cái đau khổ đối với Thiên Chúa xuống thế làm người, và cái đau khổ gấp trăm ngàn lần là người ta vô ơn, người ta coi thường cái công ơn của một Thiên Chúa chịu chết. Cái điều đáng buồn, đáng trách là về phía chúng ta, chứ không phải khóc thương tội lỗi. Nhiều người trong chúng ta thích đề cao cái sự đau khổ thập giá, cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu, mà không có làm gì để vơi bớt cái cuộc khổ nạn đó. Ngược lại, càng ngày càng thêm một cách chủ ý hay là vô ý, càng ngày càng thêm cái cuộc khổ nạn, cái thánh giá cho Chúa Giê-xu bằng tội lỗi của mình. Cho nên kết luận của chúng ta, kính thưa cộng đoàn anh chị em, cái cách tốt nhất, hay nhất để chúng ta sống mùa chay và mùa phục sinh, cùng với việc chúng ta tổ chức tôn vinh ôn lại các cái đàn thánh giá, các cái bài gẫm, mỗi người chúng ta phải dốc lòng chừa và chừa tội đi, đó là cách tốt nhất cho mình, để nhờ đó mình cũng phục sinh, mình sống lại với Chúa. Và Chúa đã đền tội cho chúng ta nhiều rồi, cho nên chúng ta đừng gây thêm nhiều cái tội ác Chúa phải đền cho chúng ta. Đó là cách tốt nhất. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì làm vơi đi cái chén đắng mà Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với Chúa Cha 2000 năm trước. Vì Ngài thấy trước cái công lao chết của Ngài trở nên vô ích, vì không ai nhận cái công lao đó. Giống như bố mẹ đã hết sức hết lực để chữa bệnh, chăm sóc cho đứa con khỏi chết, bố mẹ đã đánh đổi cái chết của mình để tìm ra cái thuốc chữa cho đứa con, mà đứa con không buồn
nhận cái thuốc của bố mẹ, cái hy sinh của bố mẹ, cứ ở trong cái tình trạng tội lỗi, làm cho cái chết của bố mẹ, cái hy sinh của bố mẹ trở thành vô ích. Đây là cái đau khổ của Chúa, xét về tinh thần, chứ không phải đau khổ về thể xác. Và cái đau khổ của Chúa này kéo dài hơn 2.000 năm nay, vì rất ít người biết và rất ít người nhận cái công ơn chịu chết, đền tội, cứu độ của Chúa. Hiện nay trên thế giới 7 tỷ người, chỉ có 1 tới 2 tỷ người Công giáo và tin lành, là tin Chúa Giêsu và biết Chúa Giêsu và hưởng ơn cứu độ, hưởng cái chết của Chúa Giêsu. Còn hơn 2/3 nhân loại không biết gì, và không buồn, không coi, không nhận tí nào cái công ơn đền tội của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta đề cao công ơn Chúa chịu chết đau khổ trên thập giá, thì càng thêm cái đau khổ cho Chúa, cái chén đắng của Chúa gấp trăm ngàn lần. Ở chỗ cái chén đắng của Chúa, cái ơn cứu độ của Chúa là cho mọi người trên thế gian này. Và nếu bao lâu còn một người chưa nghe, chưa biết và chưa hưởng ơn cứu độ, giống như nếu bố mẹ nào còn một đứa con nào mà nó chưa nghe, chưa biết và nó chưa được cứu độ mà mất đứa con đó, thì bố mẹ đó không thể vui được, vì còn một đứa con bị hư hỏng hay là bị đau khổ trong tù tội. Cha trên trời như một bố mẹ bao la, muốn cho tất cả mọi người con, mọi người trên thế gian này được cứu độ, chứ không phải chỉ một số ít người. Vậy chúng ta chưa thể vui về đoàn tụ với bố mẹ, khi còn đại đa số anh chị em con cái của bố mẹ của chúng ta đang còn không biết gì về bố mẹ, và đang còn bỏ, chối bỏ bố mẹ, và ở trong cái tình trạng đời đời đau khổ vì họ không biết bố mẹ mình. Và cách riêng, họ không buồn nhận cái công ơn cứu độ của bố mẹ. Cho nên mỗi năm mừng lễ mùa chay và phục sinh, kính mời cộng đoàn anh chị em, cách riêng các linh mục, anh em chúng ta phải có cái tầm nhìn nó rộng hơn. Chúng ta chỉ thích và vừa phải là chúc tụng, người khen, tổ chức các việc đạo đức trong nhà thờ một cách xúc động, một cách sốt sắng, và coi như chúng ta bằng lòng. Chưa phải. Cái khổ nạn của Chúa, cái chén đắng của Chúa nó còn đầy ắp. Và ngay chính chúng ta người Công giáo cũng chưa làm vơi được cái khổ nạn của Chúa. Chính chúng ta, linh mục, tu sĩ, giáo dân, là những người biết Chúa, vẫn thêm cái khổ, cái chén đắng của, và cho Chúa bằng cái tội lỗi của mình. Thế thì còn những người khác bao nhiêu, nếu hiểu theo cái nghĩa đen này, thì người ta ngày đêm chồng chất biết bao nhiêu cái chén đắng và mối tội người ta làm, Chúa đền tội. Vì sự công bằng, sự yêu thương, Chúa tự nguyện, Chúa đền tội. Chúng ta có biết, có nhận hay không, thì Chúa vẫn hy sinh. Đó mới là Chúa. Vậy hôm nay chúng ta có một dịp để chúng ta hồi tâm, để chúng ta suy gẫm lại và cầu nguyện để cho chúng ta không phải chờ và qua hết mùa chay này mới sám hối. Nhưng ngay hôm nay, ngay bây giờ, chúng ta hãy sám hối. Vì đó là tình thương của con cái đối với bố mẹ. Và khi nhận ra bố mẹ thương, Chúa thương chúng ta như thế, chúng ta, người con, không thể cứ tiếp tục làm cho bố mẹ mình bị hành hạ, bị đau khổ mãi như thế. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, đây cũng là cái kết thúc bài suy niệm của chúng ta. Và trở lại cái câu hỏi cũng như câu trả lời. Vậy chính yếu của mùa chay, mùa phục sinh, chính yếu của toàn thể đức tin, chính yếu của toàn thể hoạt động của Hội Thánh Công giáo, và chính yếu từ Chúa là gì, và chính yếu về phía chúng ta là gì? Đó là câu trả lời tóm lại cho chúng ta. Xin cho chúng ta được tâm tâm niệm niệm Chúa của chúng ta xuống thế để cứu độ chúng ta, đền tội cho chúng ta và mời gọi yêu cầu chúng ta khỏi, bước ra khỏi tội. Đó là cái yêu thương của Cha trên trời. Và về phía chúng ta, đức tin của chúng ta theo Chúa suốt cả đời, nhất là tu sĩ linh mục, để làm gì? Cũng để được hưởng ơn cứu độ bằng cách quyết tâm dốc lòng chừa, không phạm tội nữa. Đó là cái trung tâm, cũng là cái câu trả lời gọi là quan trọng, chính yếu nhất
cho đức tin của chúng ta. Xin Chúa thương tha thứ những cái yếu kém về đức tin. Xin Chúa tha thứ những tội lỗi chúng ta đang phạm. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ để mọi người chúng ta có một ý chí mạnh mẽ hơn để chúng ta quyết tâm dốc lòng chừa. Và xin cho mọi người khắp nơi trên thế giới, cả những người không biết Chúa, họ đang ở trong tình trạng tội lỗi, xin Chúa tha thứ, xin Chúa tiếp tục yêu thương, đền bù tội lỗi cho mọi người, để chúng con được sức mạnh, chúng con cũng được sống lại trở lại với Chúa. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên dâng lời nguyện. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Tin tưởng vào Đức Kitô đã phục sinh, tin kẻ chết sẽ sống lại và tin có sự sống đời sau. Với tâm tình tưởng nhớ cha cố Đa Minh nhân ngày giỗ, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin. Mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cha cố Đa Minh suốt đời đã nguyện trung thành theo Chúa và phục vụ dân thánh trong thiên chức tư tế, mà nay đã qua đời, được Chúa cho vào hưởng niềm vui nước trời. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Ai tin ta sẽ không phải chết đời đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cha cố Đa Minh khi còn sống đã hết lòng trung tín phục sự Chúa.